Chào các bạn đã quay lại với kênh CNT Shop, kênh chuyên về thiết bị mạng, máy chủ, phụ kiện mạng, phụ kiện máy chủ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu với các bạn mã switch là CBS250-16T-2G-EU. Đây là dòng switch mới của Cisco. Cisco khuyến nghị sẽ thay thế cho dòng switch là SG250. Dòng SG250 sẽ dần dần được end of sale và sẽ thay bằng dòng switch này. Để mình unbox cái switch này ra, mình rất thích các cái dòng CPS mới của Cisco, được đóng gói rất là chắc chắn, có cái đệm lót rất cẩn thận, và trong switch thì rất đầy đủ phụ kiện cũng như là cái đóng gói của phụ kiện cũng rất là đẹp. Có một cái hộp các tông phụ kiện kèm theo, sẽ bao gồm một dây nguồn, một bộ stack kit. Bộ stack kit của dòng CBS khá xịn sò, trông xịn hơn là bộ stack kit của dòng SG FS trước đây. Đấy, trông như dòng stack kit như là stack kit của dòng 2960X các bạn nhé. Và đối với dòng CBS thì là 16 cổng, tuy là desktop switch 16 cổng nhưng vẫn có tách ít. Đây để mình lấy switch ra. Thì đằng sau switch có một cái cổng cắm nguồn, còn mặt trước của switch thì có một cổng console mini USB và cổng console dự 45 bình thường. Cổng console mini USB chúng ta có thể dùng cái chuẩn con dây console mini chúng ta cắm vào đây để cấu hình thiết bị, cũng như là cổng dự 45 console chúng ta cắm vào đây. Còn nữa là một cổng USB, cổng này rất là đa dụng. Cổng này có thể dùng để cắm USB vào đây, up firmware, load firmware cho switch, cũng như là copy file cấu hình có sẵn vào có switch để chạy luôn, hoặc là backup file cấu hình, hoặc là export các cái monitor traffic của các cái port và của các VLAN, hoặc là của các cái AI interface loopback. Nếu chúng ta có một cái USB mà phát Bluetooth thì chúng ta có thể cắm cái đầu USB vào đây và khi đấy kết nối máy tính với lại đầu USB Bluetooth này, chúng ta có thể kết nối vào switch để cấu hình, để quản trị switch bình thường. Có nghĩa rằng là giao diện quản trị rất được nâng cấp lên rất nhiều, vừa qua Bluetooth vừa qua dây console, và console thì có hai chuẩn. Có switch có 16 port đây, bộ 16 port 1 gig. Các port này chúng ta có thể tải cắm vào máy tính, máy in, các thiết bị mạng khác, yêu cầu kết nối mạng khác, IP phone hoặc là camera đều được hết. Và chúng ta có thể tagging các VLAN, các cái port này vào các VLAN khác nhau. Có hai cổng uplink 1 gig NFP. Thì các cổng uplink 1 gig này chúng ta có thể cắm thêm module quang điện GLC-T hoặc GLC-TE vào đây để thêm kết nối module kết nối đồng vào đây. Đấy. Hoặc chúng ta có thể cắm các cái module quang như là MGB SX1 có đây để thêm cái nối quang. Và cái cổng uplink này chúng ta có thể cắm các cái module quang single mode như là GLC, LHSMD single mode đấy. Thì tùy theo cái yêu cầu kết nối quang của doanh nghiệp mình, single mode hay là multi mode và khoảng cách kết nối nữa, chúng ta để chúng ta chọn cái mã module quang cho thích hợp. Switch này là dòng switch fanless các bạn nhé. Fanless có nghĩa là không dùng quạt và tự tản nhiệt bằng lưới tản nhiệt và bằng vỏ. Rồi bởi vậy nên là rất thích hợp đặt trong các cái văn phòng nhỏ hoặc là các cái chi nhánh nhỏ để trên bàn làm việc, không gây ra tiếng ồn. Đây là một thiết kế cực kỳ tiện lợi cho các yêu cầu của doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là siêu nhỏ. Đấy, có mấy người làm việc trên một bàn như thế này, chúng ta có thể đặt switch ở một góc này đấy và không ảnh hưởng đến việc là gây tiếng ồn vì nó không có quạt, rất là hay.
Tuy rằng suýt bé như thế này nhưng phần cứng của suýt được trang bị rất là mạnh mẽ, có bao gồm là được trang bị CPU RAM 800 MHz, RAM là 512 MB, flash là 256 MB, tốc độ chuyển mạch của suýt là 36 Gbps, throughput tức là forward inject là 26.78 Mbps, có đầy đủ rất đầy đủ các tính năng layer 2 như là chống lút của port spanning tree, và đặc biệt là tuy rằng nó bé như này vẫn có thể là grouping tạo ra được 4 group và mỗi group có thể bundle 8 port lại với nhau, group 8 port lại với nhau để tạo thành port channel, tạo cái luồng mang thông tốt hơn lên core switch. Hỗ trợ 255 active VLAN đồng thời và hỗ trợ giao thức là 802.1Qtracking bay VLAN, hỗ trợ các VLAN như là VLAN quản trị, VLAN web, VLAN void, và đặc biệt nó còn hỗ trợ generic VLAN registration protocol. Cái giao thức này sẽ làm cho việc đơn giản hóa cấu hình, đơn giản hóa quản trị mạng, và hỗ trợ các giao thức như là IGMP version 2, version 1, version 2, version 3, snooping. Switch tuy rằng là compact bé như thế này vẫn hỗ trợ layer 3 và hỗ trợ IP4, IP6 với giao thức là static route và hỗ trợ đến 32 static route và 16 IP interface. Tức là chúng ta có thể cấu hình IP interface cho VLAN, cho loopback VLAN, cho loopback interface, cho management interface, rất là tiện dụng, rất là đa dụng, và hỗ trợ DHCP relay traffic. Ví dụ như trong mạng có cái con modem mà mình cấu hình DHCP thì nó sẽ hỗ trợ cái việc là relay để các cái request về IP tự động trong mạng. Switch này nhỏ gọn, có thể đặt trên bàn vì không có quạt, và cũng có thể đặt ở các cái điểm truy cập cần ít cổng tối ưu. Đây là những dòng switch mà Cisco được Cisco thiết kế để tối ưu cho các yêu cầu dùng mạng ở lớp access hoặc là dùng mạng ở các cái văn phòng nhỏ, siêu nhỏ, hoặc là cái điểm truy cập hoặc cái điểm ATM code, điểm bán hàng. Rất là nhỏ gọn và giá thành cũng rất hấp dẫn. Trên đây mình vừa giới thiệu qua với các bạn về switch Cisco CBS 250 16T - 2G - EU. Nếu các bạn có yêu cầu gì thêm về switch này cũng như là mua hàng thì hãy liên hệ với chúng tôi. Trong kho của CNV Shop luôn có sẵn rất nhiều mã switch này để chúng tôi hỗ trợ các bạn tốt hơn. Nếu thấy video có ích với các bạn, hãy like, share và đặc biệt là đăng ký subscribe của kênh để nhận thêm các thông tin khác về các thiết bị mạng khác. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.